chuối nướng hay gì? Chuối nướng. À, nướng. Bắp nướng. Bắp nướng. Bắp nướng nhiêu trái? Nướng trái 7 ngàn. À, còn chuối? Chuối thì 3 trái 5 ngàn. 3 trái 5 ngàn. Còn cái này là bánh khoai mì. À, bán cho hai cái bánh này ăn. Dạ. Có ăn, làm sao cho nó ngon này, tại vì mình hồi xưa giờ chưa từng ăn cái này mà đâu biết được nó ra sao. Dạ. 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 Ăn trừ cơm được không? Ăn trừ cơm được không? Ăn chống đói. Ăn chống đói hả? À. Ở đây là. Dạ. À 7 năm rồi hả? Ở đây là Sóc Trăng nha. Ở đây là đường Trần Hưng Đạo. À đây. Chị này bán bánh chuối nướng này là 7 năm rồi hả? À. 7 năm rồi. Dạ. Các chỗ có bán mà tao không thích ăn, tao thích ăn. À tao thích ăn đây. 5.000 hai cái đây, 5.000 hai cái. Dạ. Dạ, đâu ăn thử cái coi. Cho biết. Ngon quá. Dạ. Dạ, ngon quá ngon. Dạ. Dạ. Cái này mình bỏ gồm có cái gì á, gì gì trong này? À, đậu sữa rồi nước cốt dừa. À, là mình bào khoai mì ra. Thay hồi xưa bào giờ xay. Khoai mì này mình lấy đâu? À, có mối đem lại. À, có mối đem lại. Họ trồng ở quê á. Dạ. Dạ. Cái chuối này là chuối già lùng, à, chuối sứ hả? Chuối này là chuối sim. Chuối sim. À. Cũng ăn bả hành. Dạ. À. Bây giờ ra nướng không kịp luôn á. Bao nhiêu một trái? 3 trái 5 ngàn. Vậy bán cho 3 trái ăn thử luôn. Rồi, ăn thử luôn. Dạ, ăn cho biết. Có bỏ nhân gì nữa không? Xẻ mỡ hành. Ăn mỡ hành. À, xẻ ra bỏ mỡ hành cho. À. Mình xẻ ra. Xẻ ra. Tại vì có hai thứ, khách hàng muốn ép thì mình ép. À. Ngày xưa thì bán ép, bây giờ đã số là ăn xẻ ra cho nó gọn. Dạ. À. Về ở Sóc Trăng này ăn những cái thứ rất là đặc biệt. Rồi. Ừ. Chúng rồi. Thêm một cái chín rồi, để ăn thử luôn, rồi, cho nó nóng luôn. Thử coi. Ôi nóng quá. Rồi nè, nó vào bỏ chuối nướng lên. Cái này chuối mình có chín không hay là chuối còn sống? Chuối sống sống dẻo gì tao mới chịu ăn. Dạ. Nó đang sống sống cái bắt đầu mình nướng. Ừ, nướng gì ăn dẻo lắm. Ngon quá. Nó mặn mặn ngọt ngọt. À, nó dẻo dẻo giống như khoai vậy. Dạ. Quá đặc biệt. Ngon quá. Dạ. Đường này là đường Trần Hưng Đạo. Ngã tư gì, ngã tư thứ mấy á? Thứ nhì á? Cái này cổng đỏ Trần Hưng Đạo. Cổng đỏ Trần Hưng Đạo. Không có ngã tư mà nó ngay cổng đỏ đường Trần Hưng Đạo. Dạ. Ngon quá. Dạ. Cái dai da bên ngoài thì nó khô. Cái dai dai bên trong thì nó dẻo. Nó mặn mặn của cái muối đường rồi nó béo béo của cái mỡ, nó thơm thơm của cái hành. Quá tuyệt vời. Sao người quê hương Sóc Trăng của mình nghĩ ra cái này hay quá ha. Nhưng mà người Sóc Trăng nghe trong bài hát cực lắm, nhà cửa không có. Thiệt mà, biết bài hát viết sao không? Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm sương giải nắng. Dầm sương giải nắng suốt bao đời luôn, mấy đời luôn. Đổi lấy chén cơm ngon ngọt như nghĩa tình đất nặng phù sa. Dạ. Là ý là nói dân Sóc Trăng cực. Quê hương tôi hướng về ba ngã. Cây trái lành triệu nặng phù sa.
đường qua Trà Cú có người bạn qua đó. Mà ở đây người qua nhiều ha, người qua nhiều rồi. Ngon quá, phải ăn cho hết trái chuối này, quá ngon luôn. Về mình cũng nướng thử coi, phi mỡ hành lên, mướn bằng lửa than. Than này củi gì vậy? À, than đước. Than đước. À. Than đước bao nhiêu một ký vậy? Than đước một ký 13 ngàn. À, 13 ngàn. Rồi, cảm ơn dì nha. Không có gì.